Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc mọi người có một ngày thật là bình an, nhiều may mắn, nhiều thành công và có được sự thuận lợi trong mọi giao dịch kinh doanh. Và hôm nay thì là em xin kính quý vị thưởng thức chất âm của một cặp rebound của hãng Macran. Phải nói là cái đường nét nó tuyệt đẹp luôn. Em không dám nhận là đẹp thứ nhất, nhưng mà đẹp thứ nhì thì là tự tin khẳng định luôn. Đây là chiếc pre Macran 3200 cùng với lại bao Macran 140. Đây là một cặp pre bao có thể nói là nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thị trường khắp Nam Châu, bởi vì nó sở hữu những yếu tố sau đây khiến cho các audiophile đều mê mẩn. Cái thứ nhất, như quý vị thấy đấy, ngoại hình rất là đẹp, thiết kế cân đối hài hòa, đem lại một cái tổng quan vô cùng là cân đối. Cái thứ hai nữa là cái cặp đồng hồ vuông xanh rất là đẹp, rất là lớn, cái màu xanh này nó rất là bắt mắt luôn. Cái thứ ba nữa là đây là một trong những cái con pre nó có chất âm tốt nhất của nhà Macran, và nó sở hữu giải âm rất là chi tiết, tách bạch, cũng như là cái nền âm rất là ngọt, dễ nghe, và nó đem lại được cái sự chính xác trong cái việc tái tạo giải tần. Kết hợp cùng với lại cái bao rất là khỏe, nó phang hết các loại bass 40 trở lại là đánh tưng bừng luôn. Và cái công suất định mức của nó là khoảng 75 cộng 75W. Kết hợp cùng với lại cái cặp loa, thì là cái cặp loa này thì quý vị chắc là quá rõ rồi, nếu như mà đã theo dõi cái kênh YouTube Tép Nhạc của em, hoặc là có thể xem trên Facebook, Zalo, thì là quá hiểu về cái cặp loa này em rồi. Đây là một trong những cặp loa mà em độ 4 đường tiếng, bass 20, trung trầm 12, trung cao, tép đong và super tép của JBL. Sau đây thì mời quý vị lắng nghe một bản hard step, hay còn gọi là một bản hợp xướng cực kỳ khó đánh luôn, mà nếu như thiết bị không đủ tốt thì mở lên một phát coi như vỡ hết giải luôn. We'll be right back.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa nghe xong cái bản Hát Step, phải nói là một trong những cái bản mà nó có cái giải trầm vô địch thiên hạ luôn. Phải nói rằng là nếu như những cái loa bass kể cả 40 hay là 50cm đi chăng nữa, thậm chí là loa full sân khấu mà không đáp ứng tốt được cái giải trình độ động cũng như là giải phóng năng lượng và cái đáp tần nó thật sâu và cái kiểm soát giải trầm nó không tốt thì những con loa bass kể cả 50 đi chăng nữa đều vỡ tiếng hết, em khẳng định luôn. Quý vị nào cứ mang loa lên đây em mở ra cho mà xem. Và khi chúng ta đã thử những cái bản test nó khó đánh đến như thế này mà còn ra được tiếng, giải âm không vỡ, trầm lên nhưng trung cao vẫn không bị đuối đi, không bị tiêu hao, không bị thoát hết năng lượng, và cái tiếng nó vẫn sạch, cũng như cái việc nó tái tạo được cái trường âm về phía sau, nó đem lại cái cảm giác mình ngồi nó giống như kiểu sân khấu rất là rộng luôn. Vâng, phải nói rất là đã, phê lắm. Quý vị nào mà có ở gần Hà Nội thì lúc nào mà bớt dịch thì qua nhà em giao lưu nghe trực tiếp tại nhà luôn về cái khả năng trình diễn của cái bộ phối này, phải nói là tuyệt vời luôn. Em khẳng định trong cái tầm giá của cái combo mà tầm khoảng 50 triệu không có cửa để sánh với cái combo này nhé em. Mà thậm chí quý vị nào mà có book sale thì cả những loa book sale cả 100 triệu đến đây thi đấu em cũng ok chơi luôn. Và bây giờ thì mời quý vị lắng nghe thêm một bản nhạc nữa thuộc thể loại nhạc trữ tình để kiểm tra về cái sự truyền cảm cũng như là cái giải trung âm nó có ngọt hay không. Và sau đây mời quý vị lắng nghe ca khúc Hoa Trinh Nữ của con chim Phượng Hoàng trong làng nhạc cổ ca sĩ Tuấn Vũ. Mời quý vị lắng nghe. Qua một rừng hoang, gió núi theo sang rũ bụi đường trên. Mà bằng
Vâng, vừa rồi thì chúng ta vừa mới nghe một cái ca khúc thuộc thể loại trữ tình cổ. Và bây giờ thì mời quý vị nghe một ca khúc độc tấu ở điện thanh gióng của nhạc công Nguyễn Thế An, bài Bèo Dạt Mây Trôi.
Vâng, cảm ơn quý vị vừa mới theo dõi các cái video, các cái bài hát vừa xong. Và quý vị nào có ở gần Hà Nội thì hãy mời qua tận nhà để testing và thẩm âm trực tiếp cái bộ âm thanh đã phối ghép này nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại ở những cái video tiếp theo ạ.